Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành về các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế và bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế diễn ra vào chiều hôm qua 23 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, vấn đề nhân lực ngành y phải có giải pháp đồng bộ, tổng thể, toàn diện, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, cân đối hài hòa với các lĩnh vực, ngành nghề khác. Các ý kiến tại cuộc họp đã phân tích kỹ các nguyên nhân dẫn tới tình trạng một số cán bộ, nhân viên cơ sở y tế công lập xin nghỉ việc. Các ý kiến tại cuộc họp chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu như thu nhập thấp so với các cơ sở y tế tư nhân sẵn sàng đưa ra mức thu nhập cao, áp lực công việc cao khi cường độ làm việc của nhân viên y tế rất lớn trong phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề nhân lực ngành y phải có giải pháp đồng bộ, tổng thể, toàn diện, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, cân đối hài hòa với các lĩnh vực, ngành nghề khác. Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp rà soát quy định về số lượng người làm việc, cơ cấu, tổ chức, bộ máy của các đơn vị trong ngành y, hoàn thiện các chính sách, xây dựng khung pháp lý rõ ràng hơn cho hợp tác công tư, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, thu hút y tế tư nhân tham gia nhiều hơn vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Đối với cái lĩnh vực khám chữa bệnh thì đề nghị khẩn trương theo cái tinh thần nghị định 60 năm 2011 đấy của Chính phủ về cái cơ chế tự chủ tại các cái đơn vị sự nghiệp công lập, về cái khẩn trương cái thực hiện cái tinh thần của nghị định 60. Rồi trên cơ sở đấy thì thiếu đủ cái gì thì chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái nghị định của Chính phủ, thì khi mà làm các ông chí vướng mắc thì cần phải bổ sung thôi. Thì cứ phải làm đã, phải khẩn trương thực hiện cái này. Mà trên tinh thần từ thực tiễn thì nó vướng cái gì cần phải bổ sung thì chúng ta làm. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế sớm đánh giá tình trạng mất cân đối về nhân lực, dự báo nhu cầu sắp tới, có phương án chủ động phù hợp để cân đối giữa các địa bàn, giữa các tuyến, xã, huyện, tỉnh, giữa khám chữa bệnh và y tế dự phòng, giữa các chuyên ngành khác nhau. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ, bố trí đủ người làm việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Nguyên tắc là ở đâu có bệnh nhân, ở đó phải có người chữa bệnh. Trên cơ sở tính toán khoa học, hợp lý, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, khen thưởng, biểu dương những người tốt, việc tốt, đồng thời tập trung sửa chữa, khắc phục những việc làm chưa được, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí đang được Đảng ta triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi đề nghị Bộ Y tế các đồng chí nắm lại tình hình, nắm lại đội ngũ, rồi trên cơ sở để động viên, khuyến khích, đúng không? Những cái gì chưa được thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta phải để mà kịp thời sửa chữa, không có ngại cái này. Và nhân dân cũng không có phê phán, nếu như là chúng ta thực sự nhìn thấy cái khuyết điểm của mình và chúng ta tập trung, chúng ta khắc phục, chúng ta sửa chữa. Và cái thứ hai là chúng ta động viên những cái gì mà chúng ta đã làm được, chúng ta phải khẳng định cái này. Thủ tướng giao các cơ quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi Nghị định 56/2011 NĐ-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi cho công chức, viên chức ngành y tế, bảo đảm tuân thủ quy định của Đảng, sớm ban hành chính sách hỗ trợ nhân viên y tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bộ Y tế xây dựng phương án tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế để tăng nguồn thu cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên cơ sở khoa học và thực tiễn, tầm nhìn dài hạn.